Vâng, mình phải biết được chứ. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tầm Giang Mạch. Thì bây giờ mình sẽ cùng với anh Nô, công an viên, và anh Trả, hai anh em mình sẽ đi xem dê. Dê giống đấy, bởi vì chuồng cũng chưa hoàn thiện nên mình chưa thể bắt luôn được. Mình phải đi dê giống đã. Cái này là cây hoa tam giác mạch nhỉ? Đúng không cô? Cánh đồng hoa tam giác mạch luôn. Đâu bình thường lấy nước ở lấy chỗ nào à? Anh Nô. Anh Nô. Nước uống lấy đâu? À cái bể đấy à? À. Nước phải đi bộ lấy ở tít khu vực kia kìa mọi người ạ. Khu vực kia xong mới đến đây. Đấy, đây là nhà của hai vợ chồng này. Hoa tam giác mạch này nấu ăn được mà. Cái là búp non mình lấy nấu canh ấy, hoặc là mình xào. À trên này em tưởng nhà bên này chứ. Ngô trên này là đang rất là tốt rồi. Ui, đúng chó mông nhờ. Sủa vang khắp xóm luôn. Ta chạy chỉ nhớ. Chó. Ui, chó to lắm. Em chào chị nhá. Sao tôi chi là quý khi mà ổn không á? Đứt xích thì để chắc không để hai con à? Hai con này anh? Hai con trắng. Con trắng và một con là mua ở nhà nào nữa? Một con thì nó phải ở mấy nhà kia xem con. À, con này con cái anh? Con cái. Con nạp đang nào thì con được. À. Con này thì vẫn còn nhỏ non thôi nhỉ? Con này chắc không đến 20 cân á. À thì mình thường bà con là chăn như thế này đúng không anh? Đấy. Là cỏ lấy về để như này. Đấy. Con này sắp đẻ à? Con nó này to đẻ. Sắp đẻ. Thế là nhỉ chứ nhỉ? Nhà tôi ni gì nhỉ? Nhiệm. Thế là được rồi nhỉ. Buộc như này thì nó đỡ phá nhỉ, cái sừng của nó đỡ phá. Ừ. Đây, con trắng trắng này mọi người nhá. Đấy. Hơi mùi tí nhỉ, dê. Mùi. À. Đây là một con rồi, còn một con là ở nhà nào nữa hả anh? Một con thì nó phải đi hỏi mấy nhà kia. Ừ, tôi nghĩ là ở xóm này sẽ có người bán rồi, có người đồng ý bán rồi gì. Nhưng mà mấy là nghe, không nói nghe, cũng phải nghe nghe chủ nhà, nghe thằng khác bảo đấy. À, tôi phải hỏi đó, chủ nhà nữa đúng không? Phải hỏi chủ chất đế chủ nhà thế như thế này. À, được rồi, thế thì anh em mình lại phải quay trở lại và điện xem, ở chủ nhà xem. Con này thì chắc là chị này chị không biết bán đâu nhỉ? Vâng. Mà mình xem trước thôi, mình nếu mà đồng ý bán thì mình cứ chốt con này thôi. Và mấy nữa là mình con này bán quả. Vâng. Con này thì nếu mà bán quả thì mình lỗ. Vâng. Nếu mà cân thì con đấy nếu mà cân thì chắc là được khoảng 20 cân này. Đó, cân đấy. Chưa đâu rồi. Nó đang nói rồi. Đây đây. Mày bắt đầu chưa?
mày chỉ chọt chọt chỉ mớm mà nó ba anh em. Anh ơi, con đấy anh là bán 4 triệu à? Ừ, giá 4 triệu mà giá bao nhiêu? Em mà mua cân thôi, mua theo cân ở giá thị trường là 140 một cân đấy anh. Không được ạ, bé không canh thôi, không có canh thì không canh thôi. À, nếu mà không cân thì khoảng 3 triệu thôi. 3 triệu không ba, 3 táo thôi, xuống thì xuống 200. À, tức nghĩa là giảm cho 200 hả? Không, xuống 200, 3 triệu 8 con đấy à? Ui, em mua do gọi là làm từ thiện mà, thì anh cũng phải thế nào cân đối giá thị trường đấy. Biết rồi, biết mà, đâu giá phải giảm bao nhiêu, con dê là phải dê nuôi mà. Thì con dê của anh nhá, em tính rồi là nếu con này cân đấy, nếu mà anh bán quả thì khoảng 3 triệu em mua được, còn cân thì là nó sẽ rõ ràng hơn, anh em mình nói chuyện nó dễ hơn. 3 triệu thôi. 3 triệu thì tạo điều kiện giúp đỡ em đi. Con dê này thì làm sao mà được 4 triệu hả anh? 3 triệu 8 thì khó quá nhỉ. Thế này thì em phải... Anh về nhà đi anh em mình. Anh về nhà đi. À, tức nghĩa là 3 triệu 6 là xuống cao thấp nhất rồi đúng không? Vâng, rồi để thế để em cân đối lại sau đấy em điện lại anh nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá. Vâng. Mua pet chỗ là mà mua hàng thì pet tập lâu rồi, chưa mà chưa là. Mà này thì bảo thì chết chỉ cháu thì chỗ mà mua là rồi thì chết tôi xin thì tôi chưa tao thì mấy à. Em đang ở nhà chuồng dê nhà anh mà, thấy con này chắc khoảng 20 cân thôi. Thì nếu mà anh bán quả thì khoảng 3 triệu là em dắt luôn, chứ còn bán cân thì nó đẹp luôn. Bán cân kể cả em lỗ thì em vẫn chịu. Nếu mà đắt hơn 3 triệu thì em vẫn chịu mà. Thế mà lấy 3 triệu 6 mà không lấy nhau á. Thế thì cân đi nhờ anh nhờ cân để cho nó rõ ràng đi. Cân nhá, em nói với anh nhá, ở chợ họ bán 1 cân 135.000, em đến đây mua tận nhà mà em trả 140.000, tức nghĩa là anh đã rất là lãi lời trong cái khoản anh bán ra chợ rồi. Anh tạo điều kiện giúp đỡ em với cả gia đình anh trả chứ. Phải nuôi được câu canh, thế. Tức nghĩa là vẫn không đồng ý cân đúng không? Thế thì bán quả 1 triệu, 3 triệu thôi, giả tiền luôn lên. Tính em thì không thích mặc cả, mấy cả em là làm giúp đỡ người khác thôi chứ không phải tiền của em, cho nên là anh tạo điều kiện được thì anh em mình nó vui vẻ hòa đồng. Em biết là anh nuôi con dê cũng không vất không dễ dàng gì, nhưng mà nó cũng phải đúng giá một tí anh ạ. Ba triệu dưới thì xem nào. 3 triệu dưới thì con này sừng còn đang rất là ngắn. Con này mình nghĩ là nếu mà hơn cũng chỉ hơn 1-2 cân thôi. Xem nào, 1 cân giá thị trường là 135.000, mình đã mua 1 cân 140. 20 cân tức nghĩa là 2 triệu 8. Mà 2 triệu 8 đúng không? 2 triệu 8, con này 3 triệu thì mua được. Hơn thì đúng là khó vì mình còn tính dư tiền để mua lợn nữa, mua bột ngô nữa thì thôi, cứ phải cân đối đã. Và nhà đầu tiên đã thương thảo không được thuận lợi cho nên là phải đến tiếp tục nhà thứ hai. Nếu mà không được nữa thì lại phải trôi xuống dưới nhà hai vợ chồng trẻ anh cho kia thôi. Khu vực dưới kia thì hôm trước là em Phừ cũng nói rồi là cũng có người bán, nhưng mà chưa đi đến thực tế xem thế nào. Dê mà anh. Thật ra là mình muốn mua nó giá phải chăng một tí để mình dư tiền mua lợn ấy. Chứ không đến lúc là mua hay dê xong hết tiền thì cũng không sao cả. Nên là hết là tiêu tiền là cho gia đình này thì cũng không sao cả. Nhưng mà mình muốn mua dư thì mình mua được thêm con lợn nữa thì tốt quá. Chú ạ, có dê bán không chú?
Đúng rồi. Có. Ở trong này trong lành rồi đấy. Này mà ai kêu phát là cả làng nghe hết nhỉ. Đúng rồi. Nó như một cái thung lũng. Bốn bề là núi hết mọi người. À, có mỗi một cánh cửa ngõ thông ra duy nhất thì là để ra huyện thôi. Còn trên này là bốn bề là núi hết. Mời quý cô bác tiếp tục cùng anh em mình đến trong xóm này để đi tìm dê. Thật ra là cũng liên hệ từ khi mà làm chuồng rồi, nhưng mà nhiều nhà bán đất quá nên mình phải bỏ chút thời gian đi để tìm con dê nó hợp lý. Ui, có chó không anh? Sợ nhất chó. Cái này chắc là cho bò này. Xin chào. Nhà em bán dê à? Tôi lẩu là. Hả? Nó lẩu là. Tôi đút à? Con cái hay con đực đấy? Nó lẩu. Hả? Con cái con đực. Tôi đút à? Tôi mẹ con à? Tôi đút lẩu. Đút lẩu. Con lẩu đấy. Đút lẩu. Đút lẩu cho bỉ đi là. Chị hay mua tôi đi là. Không nói tiền đi là. Thì cho nào? Con này được mấy lứa rồi, để mấy lần? Trở ra, con lo trở ra. Hả? Hả? Con lo thật không trở ra? Con lo... Nếu mà để mấy lứa rồi không lấy đâu. Nếu mà để một đến hai lứa còn lấy được chứ còn già quá thôi. Mua số tảnh lo hả? Thầy hù chi thế? Hả? Nếu mà con này già quá không lấy đâu, con này không lấy đâu. Già đấy, con trên này là già đấy. Có 5 con nhỉ? 6 con. 5 con, 5 con. Nếu mà được con màu xám xám kìa nhỉ? Con đấy thì hợp lý đấy. Con đấy được cái chứ? Nếu mà được con xám kia thì tốt quá. Mua số tỉnh là sao? Em ơi! Em! Có số không? Lấy số điện thoại của bố không? Mang lên thầy gọi. Có gì đâu? Lấy số đi, thầy tự gọi. 0344 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 chỉ thoát tủ nó chẳng tài đấy, đúng không? Được con xám này thì tuyệt vời. Đây chuồng dê họ làm đơn giản mà nhỉ? Đơn giản đấy. Thế mà vẫn có dê tiền triệu bán đấy. Vấn đề là mình chăm sóc được. Nếu họ tìm được là gì thế? Đấy bà. Nhìn dê rất đáng yêu. Hay là con đen ở giữa đấy. Tụi đu luôn này. Này không lâu là.
gian nan phết nhờ, đi chọn dê. Thái dưới túi nè. Nhìn chỉ dưới lẩu lò, dưới lẩu á thế. Dưới lẩu nó bỏ cái no thế à. Hả, mở câu xe, câu xe cho nè. Này câu xe cho ta. Ít túi nè. Anh hỏi con sáng. Thế mà giờ ít túi mà giờ lẩu là lo cho nữ mà chỉ có cháu dưới rồi. Ủa vậy từ vậy từ mẹ lâu rồi mà giờ tụi không à? Đấy giờ nữ rồi, tụi mẹ nhiều lâu rồi. Đến chỗ em dừng đợi anh em điện mà. Ông ở nhà rồi mà. Thế đồng hồ. Mẹ cho anh vậy. Ê bố ơi. Mẹ. Anh Bó à? Nhìn trẻ đẹp trai thế mà gọi điện thì chả nói xoay tiếng Kinh ấy nhở? Ui, lợn to thế. À, nhiều dê đấy. Hôm trước thì xem ở bên chỗ anh Nô thì là giá cao quá, cho nên là quyết định sang bên này. Đây là dê nhà mình hết anh Phó. Dê nhà mình hết à? À. Bán mấy con? Trên lúa bán 3 con đúng không? Hả? Anh lúa bán 3 con đúng không? Ừ. Anh lúa là anh rể đúng không? Ừ. Toàn dê đẹp nhỉ. Ô, con này đẻ 2 con luôn à anh lúa? Con này đẻ một phát 2 con luôn à? Ui giời sướng nhỉ. Dê con đẻ 3 con ấy. Ô, thế này mà anh trả mà lấy về mà 3 con mà đẻ một phát 6 con thì sướng nhỉ. Đây đẻ một phát 2 con luôn mọi người ạ. Rất là mừng luôn. Ui, dê con nhiều thế. 1 2 3 4 5 con 6 con. Ui rồi mỗi năm làm được khoảng 6 con là ra tiền đấy. 6 con mỗi con bây giờ giá trung bình mình cứ cân lên. Thích thật đấy. Nhà này giàu đấy nhà. Lợn to 1 con, 2 con, 3 con. Bò 1 con, 4 con lợn, 10 mấy con dê. Giàu nó. Được đấy. À, đây có đường mà nhỉ. Đây là anh em nhà em hết à? Tao kìa. À, hàng xóm mới gì? Ít gì? Ít gì từ nửa lão. À, giờ chảy này không nè. À, vẫn ăn cái cỏ này nè. Chị chỏ chị trắng thế à? Ờ, chị trả ba, trả lại. Ừ, còn 5 triệu à? Thế à? Nó đọc à, hai trẻ co kia, nó lấy hơi 6 triệu tí. Hai mẹ con già này á? Đâu, con màu lông lông đấy. Con xám này á? Xám này. Xám này với con nào? Đấy là con đàn dưới. Con chá, con chá này. Ở đây nữa. Hai con là 6 triệu à? Đấy, 6 triệu đấy. Hai con này?
Là cái hết hả anh? Còn cái, có bé bé con cái đó. À. Nếu như thế lại hay đấy nhỉ? À, tôi nghĩ là tôi nên cho tôi đi, mà lão chứ. Dạ, tôi đó, lúc đó nè. Thế là ông chỉ thấy cho tôi đi nước mì nào. Hả? Ông chỉ cho tôi đi lão nước đi mì nào. Tức tức là con xám này với cả con đen ở giữa kia. À, đen trắng ở giữa. Đấy, con đen trắng bên này. Con bé này gì? Con đầu mà buộc cái dây này gì? Cái. À. Con này thì là khoảng 30 cân là có rồi này. Nếu mà ăn no như này có đấy. Và con nhỏ nhỏ này sẽ là nó rơi vào khoảng hơn 6 triệu mới bán cơ. Đấy khó nhỉ. À, nguyên con mẹ là 5 triệu. Ôi rồi ôi. Khó khăn trồng chất khó khăn. Bây giờ phải làm sao đây? Không, hai con này không thể nào mà lên 6 triệu được. Mình không bao giờ ra chợ để khám giá thị trường đâu. Nhưng mà mình nhìn, mình đoán cân rồi chứ. Mình tính cân 140 là quá rất, là quá đắt rồi. Là quá được giá rồi. Cái này kể cả tính cân 130 cân nó cũng vào 4 triệu rưỡi thôi. 4 triệu rưỡi đúng rồi. Không vào 5 triệu đâu. Đúng lúc mình cần thì mọi thứ đều trở nên khó khăn. Mình mà không cần thì nó rẻ bèo. Này lại phải chuyển xuống nhà em Phừ để xem rồi. Đè. Rất thích nha, nhà nhìn dê rất đáng yêu. Ôi, chuyển phương án thôi anh ạ. Tình hình này là sẽ phải chuyển phương án xuống nhà Phừ thôi. Rồi đấy để xem giá thế nào. Bởi vì giá cả phải chăng thì mình sẽ mua được nhiều hơn cho anh này. Anh này sẽ có nhiều cái tư liệu sản xuất hơn. Thôi chắc là để chiều nay em lại xuống nhà anh Phừ thôi. Yeah, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì bây giờ mình không thể nào quyết được chỗ này mọi người ạ. Đi từ nãy giờ là hai con dê mà nó hơn chục triệu rồi thì mình không thể quyết được. Và bây giờ mình sẽ phải chuyển xuống chỗ nhà em Phừ xem là giá cả nó có dễ thở hơn một chút không, và dê nó sẽ đến như thế nào nhá mọi người nhá. Có mỗi mẹ này là già nhất thôi nhỉ. Anh báo con nào anh báo, em chỉ xem nào. Con đỏ, khoan đỏ. Con đỏ này mới đẻ đúng không? Hay là con đen? Con đen này. Con đen là đẻ đúng không? Con đỏ này một con này. Nó bán mãi cả con theo con mẹ. À. À, là con mẹ đỏ kia là có con bê nhỏ nhỏ đúng không? Vâng. À, một con rồi, à, con nào nữa? Đó là bác con đực này. Không? Mua con cái thôi. Mua cái nhận này cái là cái nhận này nó trẻ cho này. Ô, thuốc không là bà, thuốc tủ nít là bà. Đấy, con cái đúng không anh? Ô, tủ nít rồi đó mà. Bê tủ nít rồi mà. Bê tủ nít rồi máu rồi. Bê tủ nít rồi đó mà. Mua rẻ tàn à? Mua cái hồng tiền mua nhiều ít trong cái chè lo cái chè lo mình ra mua cái lẩu chè lo cho mình ra trong đây mấy mấy thì nhớ cho mua cái cho chị ta con đỏ này là lứa đầu tiên đây đúng không? À đáng nhiều thế. Rồi bây giờ chắc mình quyết định mua đây thôi, thì xin phép dừng cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những cái video tiếp theo.